Hello các bạn Ở trong bài này mình sẽ nói tới cái việc là xác thực trên thiết bị Và trên máy chủ 3A Đấy, Tức là AAA server Và local AAA Thế thì ở đây tình huống đặt ra như sau Người quản trị mạng thường xuyên phải kết nối từ xa tới thiết bị mạng Để cấu hình, để xem các thông tin Đấy, thế thì thông thường ấy là thiết bị sẽ chỉ hỏi người quản trị một cái thông tin duy nhất đó là mật khẩu. Đấy, thế việc này là gây ra một cái điểm yếu, điểm yếu đó là gì? Đó là kẻ tấn công có thể sử dụng phương pháp tấn công dò quét mật khẩu. Đấy. hay nói cái khác là tấn công bạo lực. Đấy. là có thể tìm ra được cái mật khẩu của người quản trị. Đấy, cái thứ hai nữa là người quản trị thì không phải là chỉ có một mà là có thể có nhiều người quản trị trong một cái phòng 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 của uh, công nghệ thông tin. Đấy, thế nếu mà tất cả cùng sử dụng chung một cái mật khẩu như vậy thì nó cũng chính là một cái là điểm yếu có thể dễ bị lộ, Ở đúng không ạ? Và cái thứ ba nữa là cái uh, nếu chỉ sử dụng một mật khẩu không thì nó sẽ không có cái tính là ghi nhật ký, tức là không biết ai là người truy cập vào trong cái thời gian đấy, đấy đúng không ạ? Thế thì bây giờ uh, chúng ta để mà giải quyết vấn đề này thì chúng ta sẽ tạo thêm một cái tài khoản, tức là tạo thêm username và mật khẩu cho từng người quản trị đấy thì lúc đó cái kẻ tấn công ấy mà muốn biết mà muốn tấn công mật khẩu ấy, thì phải biết được là cái cái username của từng người đấy và cái thứ hai nữa là cái router hay là các thiết bị mạng nó sẽ ghi nhật ký từng người đấy. ai truy cập vào thời gian nào và làm những cái hành động gì thì đó chính là cái tính năng là ghi nhật ký đấy ba chữ a này có nghĩa là chúng ta sẽ có là đây là xác thực này Chữ A đầu tiên là xác thực là authentication, ra thứ hai là cấp quyền tức là authorization tức là được phép làm những gì và thứ ba là accounting tức là ghi nhật ký đó thì đấy chính là một cái phương pháp mà làm cho cái việc mà truy cập từ xa tức là xác thực đó được trở nên là mạnh hơn so với việc là chỉ sử dụng mỗi mật khẩu hay nói cách khác đó là tạo ra thêm username cho từng cái tài khoản của người dùng khi truy cập thì xa đấy thế thì đấy là local a thế còn thế nào là AA server một hệ thống mạng có thể có hàng chục thậm chí hàng trăm thiết bị đấy với những hệ thống mạng lớn có thể hàng nghìn thiết bị nếu mà mỗi một thiết bị lại có một cái tài khoản để truy cập thì người sẽ gây rất rất, rất là khó khăn cho cái người quản trị mạng Đấy, bởi vì là người của chị mạng bạn có, thể có thể là họ thay đổi công việc liên tục người này thì làm một thời gian sau đó nghỉ việc những người khác tiếp quản thì có thể rất khó khăn trong cái việc là 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 ừ, tiếp quản cái 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 cái, cái tài khoản đấy, trên từng thiết bị đấy thế thì bây giờ ừ, giải quyết một cái vấn đề như thế thì chúng ta người ta thường hướng tới là ừ, tập trung xác thực tập trung trên một cái máy chủ à, 3A server đó tức là tất cả các cái tài khoản không lưu ở trên cục bộ trên từng thiết bị nữa mà tập trung trên một cái máy chủ này. Đó. Thế như vậy thì nó giải quyết được vấn đề thứ nhất đó là quản lý được các cái database về uh, tài khoản. Đấy. Tập trung. Cái thứ hai nữa là nếu như mà người quản trị mà quên quên các cái mật khẩu trên từng thiết bị nếu chúng ta sử dụng phương pháp local ấy thì bây giờ uh, hiện nay chúng ta có thể là reset mật khẩu trên ba server cho còn nếu như trước đây ấy, mà quên mật khẩu ấy, thì chỉ có một cách duy nhất đó là reset mật khẩu cứng ở trên thiết bị mà thôi đó đây đó chính là lợi ích của sử dụng xác thực tập trung thế thì phần đầu tiên mình sẽ nói về xác thực local a à, à, tức là xác thực cục bộ trên từng thiết bị bằng cách tạo các tài khoản cho các người dùng khi truy cập vào các thiết bị trong cái slide này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thức cấu hình xác thực cục bộ Đấy. trên uh, sử dụng phương pháp xác thực ba. thì đầu tiên bạn phải khai báo tài khoản cục bộ tức là tài khoản này sẽ nằm trên bộ nhớ của thiết bị Đấy, bằng câu lệnh là username khai báo tên một cái tài khoản sau đó là mật khẩu Đấy. và chúng ta tránh dùng cái từ khóa password mà bạn nên dùng secret bởi vì dùng script nó sẽ mã hóa cái mật khẩu này rồi thì như vậy sau câu lệnh này thì cái tài khoản này sẽ được lưu trên bộ nhớ của thiết bị tiếp theo bạn bật tính năng xác thực 3 bằng câu lệnh 3 new model bước 3 khai báo phương pháp xác thực để khai báo phương pháp xác thực thì người ta cho mình là bốn cái phương pháp phương pháp thứ nhất được ưu tiên hơn nếu phương pháp thứ nhất mà à, không thể hiện được nó sẽ chuyển sang khóa thứ hai và bạn có tối đa bốn phương pháp xác thực đấy thế thì ở đây chúng ta các mình đang sử dụng phương pháp xác thực của local thế thì mình sẽ thay cái từ method này bằng từ local thế còn ở đây là default và list name là gì tức là chúng ta có thể dùng từ khóa default bởi vì khi mà chúng ta khai báo phương xác thực ấy, là mình bạn phải có đặt một cái tên cho cái phương pháp đấy và còn method này là đó phương pháp đó là gì? Thì bây giờ tên thì một là bạn dùng tên là default. Hai là bạn dùng một cái tên do bạn đặt. Đấy, thì hai cái này khác nhau như nào? Nếu mà chúng ta dùng từ default ấy, thì uh, khi mới bật cái tính năng này lên này ở bước 2 thì tất cả các cái line và các cái interface đều sử dụng cái phương pháp là default. Đấy, nhưng chưa có có cái method nào đó. Chưa chưa có method. Nhưng mà sau khi chúng ta đã khai báo là default và method chúng ta khai báo là local chẳng hạn. Thì lúc đó tất cả các line và các interface đều sử dụng phương pháp xác thực 3A có là local. Đấy, tức là à, tìm kiếm trong database xem có cái tài khoản mà mình đã khai báo bước một hay không. Đấy. Còn ở bước 4 là cài đặt trên interface, tức là nếu như chúng ta muốn cài đặt trên interface nào để chúng ta vào interface đó và tiến hành cài đặt cái phương pháp ở bước 3 đấy đó chính là cái các cái bước cấu hình xác thực local 3 ở trong phần này bạn mở file package chaser 3612 đấy. và đây là topo mạng chúng ta cần cấu hình việc đầu tiên bạn cần kiểm tra xem là các máy tính PC có chuyển truyền thông được với nhau hay không bạn có thể dùng đồ họa kéo các gói tin vào hoặc là dùng câu lệnh ping để kiểm tra Đấy. và chúng ta thấy kết quả là các máy tính đã có thể truyền thông được với nhau bây giờ chúng ta đi vào cấu hình router r1 phương pháp xác thực 3a đầu tiên mình sẽ khai báo một cái tài khoản có username là admin1 với mật khẩu Đấy, như trên và cái tài khoản này được lưu cục bộ trên router 1. để bật tính năng xác thực 3, chúng ta dùng câu lệnh 3 new model. sau đó khai báo phương pháp xác thực bằng câu lệnh a authentication login default local. Đấy, default tức là mặc định tất cả các cái giao diện các cái cổng đều sử dụng một chung một phương pháp xác thực. đấy. thì bây giờ chúng ta sẽ áp đặt hay là cài đặt phương pháp xác thực này lên Live Console. Các bạn quan sát câu lệnh là Login Authentication Default tức là sử dụng phương pháp xác thực Default Local đã được khai báo ở trên. Bây giờ chúng ta thử kiểm tra lại xem. Đấy, bây giờ chúng ta vào live console, nó hỏi chúng ta là gì? Username. Đấy và mật khẩu. Còn nếu bình thường thì chúng ta chỉ phải hỏi mỗi mật khẩu thôi, chúng ta chỉ phải nhập mỗi mật khẩu thôi. Đấy, các bạn thấy rằng là cái phương pháp xác thực của mình 3A đã được cài đặt trên live console. Tiếp theo thì mình sẽ cài đặt cái phương pháp xác thực 3A trên line VTI sử dụng giao thức SSH Thế để làm như vậy thì trước hết chúng ta cần khai báo một cái domain name Đấy. sau đó chúng ta sinh khóa để mã hóa và xác thực trên cái luồng dữ liệu SSH Đấy. và độ dài khóa là 1024 bit Đấy. như các bạn nhìn quan sát trên màn hình bước tiếp theo chúng ta sẽ khai báo phương pháp xác thực 3 a và phương pháp này chúng ta sẽ đặt tên cho nó là uh, theo nét à, xin lỗi là ssh login ở đây mình thiếu chữ local tức là đây là gì ý là gì, chúng ta sẽ đặt một cái tên cho phương pháp xác thực trên giao thức SSH và sử dụng cái database về tài khoản nằm tại router R1. Đó. Bây giờ chúng ta cần cài đặt cái phương pháp này trên cái Live VTI để cài đặt thì các bạn sẽ chúng ta sẽ làm như sau chết là gõ câu lệnh transport input ssh để chấp nhận chỉ kết nối bằng giao thức ssh thôi. Tiếp theo chúng ta dùng câu lệnh login authentication và điền tên của cái phương pháp đó là ssh login. Rồi, như vậy là đã cài đặt xong. Bây giờ chúng ta ngồi trên PCA và thực hiện truy cập từ xa bằng giao thức ssh tới router R1 sử dụng câu lệnh như trên với username là admin1 Tiếp theo chúng ta nhập mật khẩu Đó các bạn thấy Mình đã SSH thành công Vào router R1 Sử dụng phương pháp xác thực đấy, Là local Đó. Đấy.